chào mừng 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 sáng 17 tháng 5 tại Trung tâm Văn hóa huyện Quan Hóa, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Quan Hóa tổ chức lễ khai mạc Liên hoan Văn hóa các dân tộc tỉnh Thanh Hóa lần thứ 16. Tới dự có các đồng chí Phạm Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phạm Đăng Quyền, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành cấp tỉnh, lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố cùng đông đảo quần chúng nhân dân. Tham gia Liên hoan Văn hóa các dân tộc tỉnh Thanh Hóa lần thứ 16 có 27 đoàn nghệ thuật quần chúng đến từ 27 huyện, thị xã, thành phố với gần 1.000 diễn viên nghệ nhân dân gian, nhạc công. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Đăng Quyền đã đánh chiêng khai mạc Liên hoan Văn hóa các dân tộc tỉnh Thanh Hóa lần thứ 16. Mở đầu lễ khai mạc là phần diễu hành của các diễn viên quần chúng, nghệ nhân dân gian và những người làm công tác văn hóa đến từ các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Trong sắc màu đa dạng và rực rỡ của các trang phục truyền thống, trên nền nhạc sôi động rộn ràng, các đoàn nghệ thuật đã cùng nhau múa điệu xòe nối vòng tay lớn để ngày hội thực sự là nơi thắp lửa tinh thần đoàn kết. Liên hoan Văn hóa các dân tộc tỉnh Thanh Hóa lần thứ 16 được kết thúc vào tối 17 tháng 5. Trước đó, từ ngày 15 tháng 5, trong chuỗi hoạt động của Liên hoan Văn hóa các dân tộc tỉnh Thanh Hóa lần thứ 16, đã diễn ra các hoạt động nghệ thuật văn hóa dân gian như biểu diễn các làn điệu dân ca, dân vũ, dân nhạc, các trò chơi, trò diễn dân gian, hội thi thiếu nữ đẹp trong trang phục truyền thống.